khi chúng ta tin tưởng vào dòng chảy vũ trụ và trí thông minh hướng dẫn toàn bộ tạo vật chúng ta sẽ mở lòng đón nhận vô số phước lành và trải nghiệm những điều kỳ diệu bất ngờ có thể làm phong phú thêm cuộc hành trình của chúng ta một cách sâu sắc bằng cách tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ chúng ta thừa nhận rằng có một trật tự và trí tuệ thiêng liêng điều phối sự diễn biến của cuộc sống chúng ta ngay cả khi chúng ta có thể không hoàn toàn hiểu được nó sự tin tưởng này cho phép chúng ta từ bỏ nhu cầu kiểm soát thay vào đó chúng ta đầu hàng dòng chảy của cuộc sống với một trái tim và tâm trí rộng mở trong trạng thái tin tưởng và đầu hàng này chúng ta trở nên hòa hợp hơn với những sự đồng bộ dấu hiệu và sự hướng dẫn mà vũ trụ mang đến cho chúng ta Chúng ta có thể thấy mình ở đúng nơi, đúng thời điểm, kết nối với đúng người và nhận được sự hỗ trợ cũng như những nguồn lực cần thiết để hoàn thành mục đích và số phận của mình. Tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ có thể mang lại cảm giác bình yên sâu sắc. Biết rằng chúng ta được hướng dẫn và hỗ trợ bởi một thế lực yêu thương và nhân từ luôn hoạt động vì lợi ích cao nhất của chúng ta nó cũng có thể truyền cảm hứng cho chúng ta sống có ý định rõ ràng mục đích cao hơn và phù hợp với con người thật của mình dẫn đến một cuộc sống tràn ngập ý nghĩa niềm vui và sự cân bằng thỏa mãn mặc dù việc tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng đặc biệt là trong những thời điểm thử thách hoặc không chắc chắn nhưng đó là một thực hành mạnh mẽ có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc bằng cách buông bỏ nỗi sợ hãi nghi ngờ và phản kháng thay vào đó nắm lấy niềm tin và sự đầu hàng chúng ta mở lòng đón nhận những phước lành và phép màu mà vũ trụ dành sẵn cho chúng ta sau đây là những phước lành và phép màu mà bạn có thể gặp phải khi tin tưởng vào vũ trụ điều thứ nhất khi chúng ta hòa hợp với dòng chảy vũ trụ và tin tưởng vào trí thông minh phổ quát đang hoạt động trong vũ trụ chúng ta sẽ trở nên hòa hợp hơn với sự đồng bộ và các dấu hiệu hướng dẫn chúng ta trên con đường của mình những sự trùng hợp có ý nghĩa này đang hướng dẫn chúng ta đến những cơ hội sự kết nối và hiểu biết sâu sắc có thể hỗ trợ sự phát triển hạnh phúc tổng thể của chúng ta sự đồng bộ không chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên chúng là những kết nối có ý nghĩa và có mục đích giữa thế giới bên trong của chúng ta và thế giới bên ngoài chúng có thể đóng vai trò như những lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng từ vũ trụ khẳng định rằng chúng ta đang đi đúng hướng hoặc thúc đẩy chúng ta đi theo một hướng mới phù hợp với lợi ích cao nhất của chúng ta bằng cách chú ý đến những điểm đồng bộ và dấu hiệu này chúng ta có thể đạt được những hiểu biết sâu sắc có giá trị đưa ra những quyết định quan trọng và thực hiện những hành động đầy cảm hứng để hướng tới mục tiêu và khát vọng của mình những sự đồng bộ này cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy được kết nối nhiều hơn với vũ trụ, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là một phần của một thứ gì đó lớn hơn và bí ẩn hơn chính chúng ta. Chấp nhận sự đồng bộ với trái tim và tâm trí rộng mở có thể mang lại cảm giác kỳ diệu và kinh ngạc cho cuộc sống của chúng ta. Nó có thể làm sâu sắc thêm niềm tin của chúng ta vào sự hướng dẫn và hỗ trợ của vũ trụ. Biết rằng Chúng ta luôn được dẫn dắt bởi tiềm năng cao nhất và sự thỏa mãn lớn nhất của mình. Hãy luôn cởi mở và dễ tiếp thu những sự đồng bộ và những dấu hiệu đến với bạn. Hãy tin tưởng vào trí tuệ của vũ trụ và cho phép những sự trùng hợp có ý nghĩa này soi sáng con đường của bạn. Đưa bạn đến gần hơn với các cơ hội, kết nối và những hiểu biết sâu sắc sẽ hỗ trợ sự phát triển và hạnh phúc tổng thể của bạn. Điều thứ hai, tin tưởng vào vũ trụ có thể mở ra cánh cửa khai thác những cấp độ sâu hơn của trực giác và trí tuệ bên trong khi chúng ta đầu hàng trước dòng chảy của cuộc sống và tin tưởng vào trí thông minh phổ quát chúng ta sẽ dễ tiếp nhận sự hướng dẫn và những cảm hứng từ nguồn đó hơn trực giác của chúng ta giống như là một la bàn có thể dẫn chúng ta đi đúng hướng giúp chúng ta đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích thực sự và lợi ích cao nhất của mình bằng cách tin tưởng vào vũ trụ chúng ta có thể làm dịu đi tiếng ngồn hào trong tâm trí và lắng nghe những lời thì thầm của trực giác mối liên hệ sâu sắc hơn với trí tuệ bên trong của chúng ta có thể là một công cụ rất mạnh mẽ để vượt qua thử thách và điều hướng cuộc sống một cách rõ ràng và có mục đích khi tin tưởng vào sự hướng dẫn của vũ trụ chúng ta có thể tiếp cận những trở ngại và thất bại với niềm tin và sự kiên cường biết rằng có một kế hoạch lớn hơn đang diễn ra và chúng ta đang được hỗ trợ trên mỗi bước đi bằng cách nuôi dưỡng niềm tin và sự đầu hàng chúng ta có thể củng cố trực giác của mình kết nối sâu sắc hơn với sự hướng dẫn bên trong của chúng ta và sống một cuộc sống với ý thức nhất quán và mục đích cao hơn tin tưởng vào vũ trụ cho phép chúng ta từ bỏ nhu cầu kiểm soát và thay vào đó sống thuận theo dòng chảy của cuộc sống biết rằng chúng ta đang được hướng dẫn tới tiềm năng cao nhất và sự thỏa mãn lớn nhất của mình hãy tin tưởng vào sự khôn ngoan của vũ trụ lắng nghe những lời thì thầm từ trực giác của bạn và cho phép bản thân được hướng dẫn bởi một nguồn cao hơn luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn bằng cách đó bạn có thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống một cách bình tĩnh và khôn ngoan biết rằng bạn luôn được hỗ trợ và hướng dẫn trên hành trình của mình điều thứ ba tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ sẽ mở ra cho chúng ta một thế giới đầy những khả năng và những cơ hội bất ngờ có thể đưa chúng ta đến những con đường phát triển và thành công khi chúng ta đầu hàng trước dòng chảy của cuộc sống và tin tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp chúng ta sẽ dễ tiếp thu hơn những dấu hiệu và sự đồng bộ hướng dẫn chúng ta tới những cơ hội này những cơ hội này có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau chẳng hạn như là những mối quan hệ mới mang lại tình yêu sự hỗ trợ và sự phát triển trong cuộc sống của chúng ta những thăng tiến nghề nghiệp phù hợp với đam mê và mục đích của chúng ta hoặc những đột phá cá nhân giúp chúng ta vượt qua những hạn chế và bước vào tiềm năng thực sự của mình bằng cách luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những cơ hội bất ngờ này chúng ta cho phép mình bước ra ngoài vùng an toàn của mình đón nhận sự thay đổi và chào đón những trải nghiệm mới có thể làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta theo những cách sâu sắc những cơ hội này thường xuất hiện vào lúc chúng ta ít mong đợi nhất thúc đẩy chúng ta phát triển và mở rộng theo những cách mà chúng ta có thể không tưởng tượng được tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ cũng có nghĩa là tin tưởng vào sự hướng dẫn và trực giác bên trong của chính chúng ta để nhận ra và nắm bắt những cơ hội này khi chúng xuất hiện bằng cách luôn hiền diện lưu tâm và hòa hợp với các tín hiệu từ vũ trụ chúng ta có thể đưa ra những quyết định phù hợp với lợi ích cao nhất của mình và đưa chúng ta hướng tới thành công và sự viên mãn lớn hơn hãy đón nhận những điều chưa biết tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ và luôn cởi mở với những cơ hội bất ngờ đến với bạn những cơ hội này giống như những món quà từ vũ trụ hướng dẫn bạn tới những con đường phát triển thành công và những điều phù hợp với mục đích thực sự và tiềm năng cao nhất của bạn điều thứ tư tin tưởng vào vũ trụ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa lành và biến đổi ở mọi cấp độ thể chất cảm xúc và tinh thần khi chúng ta đầu hàng trước trí tuệ và trí thông minh vũ trụ chúng ta mở ra cho mình một quá trình chữa lành sâu sắc và phát triển rất sâu sắc có thể dẫn đến những thay đổi mang tính biến đổi trong ý thức và hạnh phúc của chúng ta ở mức độ thể chất niềm tin vào vũ trụ có thể giúp chúng ta khai thác khả năng từ chữa lành bẩm sinh của cơ thể bằng cách giải phóng căng thẳng và sức đề kháng chúng ta tạo không gian cho cơ thể khôi phục lại sự cân bằng và sức sống tăng cường sức khỏe và tinh thần tổng thể về mặt cảm xúc tin tưởng vào vũ trụ có thể hỗ trợ chúng ta giải phóng những khuôn mẫu tổn thương và vết thương cũ đang kìm hãm chúng ta bằng cách đầu hàng dòng chảy của cuộc sống và tin tưởng vào một sức mạnh cao hơn chúng ta có thể buông bỏ gánh nặng cảm xúc và những niềm tin hạn chế cho phép chúng ta trải nghiệm sự bình yên niềm vui và tự do cảm xúc hơn về mặt tâm linh việc tin tưởng vào vũ trụ có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ của chúng ta với các đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng những vị tổ tiên và nguồn gốc thiêng liêng của mọi sáng tạo bằng cách đầu hàng và tin tưởng vũ trụ chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác thống nhất mục đích và sự liên kết với vũ trụ dẫn đến sự phát triển và biến đổi tâm linh sâu sắc thông qua quá trình chữa lành và biến đổi này chúng ta có thể bước vào một phiên bản chân thật và mạnh mẽ hơn của chính mình phù hợp với bản chất thực sự và tiềm năng cao nhất của chúng ta. Tin tưởng vào vũ trụ cho phép chúng ta buông bỏ sự kiểm soát và phản kháng. Thay vào đó, đầu hàng dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, nơi việc chữa lành, tăng trưởng và biến đổi có thể diễn ra một cách dễ dàng. Bằng cách tin tưởng vào vũ trụ, bạn có thể trải nghiệm những thay đổi sâu sắc trong ý thức và hạnh phúc của mình, dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và đích thực hơn. Điều thứ năm, tin tưởng vào sự dồi dào của vũ trụ là một thực hành rất mạnh mẽ có thể thu hút sự dồi dào và thịnh vượng vào cuộc sống của bạn dưới nhiều hình thức khác nhau khi chúng ta nuôi dưỡng tư duy dồi dào và tin tưởng vào những khả năng vô hạn có sẵn cho mình chúng ta sẽ mở lòng đón nhận những phước lành và những cơ hội phù hợp với lợi ích cao nhất của mình sự dồi dào về tài chính là một trong những cách thể hiện niềm tin vào vũ trụ bằng cách từ bỏ tư duy khan hiếm và tin tưởng rằng luôn có đủ để sử dụng. Chúng ta tạo ra không gian cho sự giàu có và thịnh vượng giải vào cuộc sống của mình. Điều này có thể đến với nhiều hình thức, cơ hội việc làm mới, những vận may bất ngờ hoặc những dự án kinh doanh thành công mang lại sự ổn định và dồi dào về tài chính. Cảm hứng sáng tạo là một cách khác để thể hiện niềm tin vào vũ trụ bằng cách tin tưởng vào dòng chảy sáng tạo của cuộc sống và khai thác khả năng sáng tạo bẩm sinh của mình chúng ta có thể mở ra những ý tưởng dự án và nỗ lực nghệ thuật mới mang lại sự thỏa mãn và niềm vui tin tưởng vào nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho phép chúng ta thể hiện bản thân một cách chân thật và chia sẻ những món quà độc đáo của mình với thế giới cảm giác biết cơn sâu sắc đối với những phước lành xung quanh chúng ta cũng là kết quả của tự nhiên của việc tin tưởng vào sự phong phú của vũ trụ khi chúng ta tin tưởng rằng chúng ta được hỗ trợ và hướng dẫn bởi một lực lượng nhân từ lớn hơn chính chúng ta, chúng ta có thể nuôi dưỡng cảm giác trân trọng sự dồi dào vốn có trong cuộc sống của mình, cho dù đó là những mối quan hệ yêu thương, sức khỏe tốt hay những khoảnh khắc đơn giản của niềm vui và vẻ đẹp. Bằng cách điều chỉnh bản thân với năng lượng của sự dồi dào và niềm tin, chúng ta có thể thu hút nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn vào cuộc sống của mình và tạo ra một chu kỳ cho và nhận tích cực tin tưởng vào sự phong phú của vũ trụ sẽ mở ra cho chúng ta một thế giới những khả năng và phước lành có thể làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta theo những cách rất sâu sắc dẫn đến sự viên mãn cân bằng thịnh vượng và niềm vui lớn hơn hãy tin tưởng vào sự phong phú của vũ trụ và cho phép bản thân nhận được những phước lành và thịnh vượng dành cho bạn bằng cách tin tưởng vào những khả năng vô hạn có sẵn cho mình bạn có thể thu hút sự phong phú dưới mọi hình thức và tạo ra một cuộc sống tràn ngập sự phong phú sáng tạo và lòng biết ơn hãy nhớ rằng những phước lành và phép màu đến từ việc tin tưởng vào vũ trụ là duy nhất đối với mỗi cá nhân và có thể biểu hiện theo những cách không ngờ tới hãy cởi mở dễ tiếp thu và biết ơn những món quà mà vũ trụ dành sẵn cho bạn đồng thời tin tưởng rằng bạn luôn được hỗ trợ và hướng dẫn trên hành trình của mình thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại